Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của đài đạt được trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn khó khăn do Covid-19. Tập thể ban giám đốc, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của đài luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực tình hình dịch bệnh. Khi thành phố bước vào giai đoạn bình thường mới, đài cũng là kênh thông tin chủ lực trong việc phản ánh tình hình thành phố phục hồi và khôi phục kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến hoạt động báo chí trên địa bàn nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng nói riêng. Trước yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đài tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố trong thời gian đến. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đã đến thăm và chúc mừng cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung.